khám phá bên dưới giếng địa ngục, nơi sâu nhất dẫn đến tâm trái đất. Trong lịch sử loài người, các nhà khoa học đã không ít lần cố gắng dùng mũi khoan để xuyên thủng lớp vỏ trái đất với mục đích khám phá những bí ẩn nằm sâu bên trong lòng địa cầu. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đó đều chưa từng có dự án nào đạt được độ sâu thực sự đáng kể. Vậy, chiếc hố sâu nhất mà con người từng khoan là bao nhiêu? Bên trong nó có những gì? Hãy cùng mình khám phá ngay sau đây! Những năm 1960, ngoài cuộc chạy đua vào không gian, Mỹ và Liên Xô còn cạnh tranh quyết liệt trong một lĩnh vực ít ai ngờ tới, chạm tới rìa của tâm trái đất. Khởi đầu là dự án MOHO đến từ các nhà khoa học Mỹ. Năm 1961, họ bắt đầu khoan 5 giếng thăm dò ở ngoài khơi đảo Guadalupe, Mexico. Giếng sâu nhất đạt độ sâu 3.558 m với đường kính lên tới 183 m. Lợi thế của việc khoan ở đáy đại dương là lớp vỏ trái đất ở đây mỏng hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là địa điểm khoan nằm tại những nơi đại dương sâu nhất, khiến việc thi công trở nên cực kỳ phức tạp. Chỉ sau vài năm hoạt động, dự án bị dừng lại do chi phí quá lớn mà kết quả không như mong đợi. Đến năm 1970, Liên Xô bước vào cuộc đua bằng một dự án đầy tham vọng, lỗ khoan siêu sâu Kola. Nằm tại bán đảo Kola, vùng cực Tây Bắc của Nga ngày nay, dự án đặt mục tiêu khoan đến độ sâu 15 km dưới bề mặt đất liền. Sau gần một thập kỷ, năm 1979, lỗ khoan Kola chính thức phá vỡ mọi kỷ lục về độ sâu, vượt mốc 9,5 km. Đến năm 1989, mũi khoan đã đạt tới độ sâu 12.262 km, trở thành điểm sâu nhất mà con người từng khoan trên lục địa. Tuy nhiên, việc khoan sâu vào lòng đất không đơn giản như những con số. Càng xuống sâu, lớp đá càng trở nên đặc và cứng hơn. Mũi khoan nhiều lần bị gãy, buộc đội thi công phải thay đổi hướng khoan và sử dụng kỹ thuật mới. Nhiệt độ cũng tăng nhanh đến mức vượt ngoài dự đoán. Ở độ sâu 12 km, nhiệt độ đã chạm ngưỡng 180 độ C, cao hơn nhiều so với mức dự kiến chỉ khoảng 100 độ. Nếu tiếp tục khoan đến độ sâu 15 km, nhiệt độ có thể lên tới gần 300 độ C, vượt quá giới hạn chịu đựng của mọi thiết bị tại thời điểm đó. Dù các kỹ sư và nhà khoa học đã cố gắng khắc phục, dự án cuối cùng phải dừng lại vào năm 1992 và chính thức khép lại vào năm 2005. Để dễ hình dung, độ sâu của mũi khoan Kola tương đương với việc bạn lật ngược đỉnh Everest và núi Phú Sĩ chồng lên nhau. Thậm chí, rãnh Mariana sâu nhất thế giới dưới đại dương cũng chỉ sâu khoảng 11.000 m, vẫn chưa bằng Kola. Dẫu vậy, lỗ khoan này chỉ mới chạm tới khoảng 1/3 lớp vỏ trái đất và chưa đầy 0,2% khoảng cách đến tâm trái đất. Tuy không thể chạm tới rìa lõi như kỳ vọng, nhưng dự án Kola vẫn đem lại những phát hiện có giá trị to lớn về mặt khoa học. Ở độ sâu hơn 7 km, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện sự tồn tại của nước lòng, trái ngược hoàn toàn với giả thuyết trước đó rằng không thể có nước ở nơi áp suất và nhiệt độ cao như vậy. Ngoài ra, các loại khí như heli, hydro, nitơ và CO2 cũng được ghi nhận xuất hiện trong quá trình khoan. Họ còn phát hiện ra 24 loài sinh vật đơn bào sống ở độ sâu cực lớn, cũng như những mẫu đá có niên đại 2,7 tỷ năm tuổi, cung cấp dữ liệu quý giá để hiểu thêm về lịch sử hình thành vỏ trái đất. Những phát hiện này không chỉ thay đổi cách con người nhìn về lòng đất mà còn đặt ra những câu hỏi mới trong ngành địa sinh học. Liệu sự sống có thể tồn tại trong điều kiện không ánh sáng, áp suất cực cao và nhiệt độ khắc nghiệt? Những sinh vật sống được ở môi trường đó có thể là chìa khóa giúp con người hiểu thêm về sự sống ngoài hành tinh hoặc tiến hóa vi sinh vật cổ đại trên trái đất. Sau khi dừng hoạt động, toàn bộ công trình nghiên cứu tại Kola rơi vào tình trạng bị bỏ hoang. Máy móc hư hỏng, nhà kho mục nát và trên miệng lỗ khoan ngày nay là một nắp kim loại đường kính 23 cm đã được hàn kín và gần như không còn ai lui tới. Nếu bạn thả một vật thể nhỏ rơi xuống lỗ khoan, sẽ mất khoảng 3 đến 4 phút để nó chạm tới đáy, tùy vào kích thước và trọng lượng. Chính sự vắng lặng, hoang phế và chiều sâu bất tận đó đã khiến người dân địa phương gọi nơi này bằng một cái tên đầy ám ảnh, giếng địa ngục.
Dù không đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng lỗ khoan siêu sâu Kola vẫn được xem là biểu tượng táo bạo của khoa học thế kỷ 20. Nó không chỉ đánh dấu giới hạn công nghệ khoan sâu của loài người mà còn mở ra một kho tàng dữ liệu quý giá về địa chất, sinh học và nguồn gốc sự sống. Và cho đến hôm nay, vẫn chưa có một dự án nào vượt qua Kola về chiều sâu trên đất liền cũng như về độ tham vọng của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy nội dung ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng mình khám phá thêm nhiều câu chuyện kỳ bí và đầy cảm hứng khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.